Chào mọi người, Phụ Kiện Nam Thắng xin giới thiệu tới mọi người bộ cưa cắt gỗ cho cửa bàn, giúp giải quyết công việc một cách nhanh chóng, hiệu quả và tăng độ chính xác tuyệt đối. Được kết hợp từ nhôm định hình chất lượng cao, các chi tiết gia công riêng gì chính xác và cứng cáp. Bộ cưa cắt gỗ cho cửa bàn là giải pháp an toàn, hoàn hảo cho các yêu cầu chính xác, nhanh, tiện lợi, an toàn, thẩm mỹ. Với các thông số kỹ thuật cụ thể như sau: các linh kiện khi bùng hộp, thanh cưa chính bằng nhôm định hình với độ dài là 80 cm. Bộ cưa gắn máy thiết kế vô cùng thông minh, giúp tiết kiệm thời gian tháo lắp máy. Phía trên thanh cưa chính được thiết kế và đi kèm sẵn một thanh đai nhôm gắn cố định, giúp bạn lắp bộ giá bảo vệ để luôn an toàn cắt gỗ, một chi tiết thì thường thấy ở thị trường châu Âu. Cấu tạo: chất liệu inox 304 siêu bền, lắp vừa với tất cả các loại máy cưa cầm tay. Còn chần chừ gì nữa mà không sở hữu ngay cho mình bộ sản phẩm thông minh này? Đặt hàng ngay hôm nay để nhận chương trình khuyến mại khủng, để lại ngay số điện thoại dưới video để được tư vấn về sản phẩm. Giao hàng tận nhà trên toàn quốc, được xem hàng kỹ lưỡng trước khi quyết định thanh toán. Liên hệ hotline để đặt hàng 0976161444 để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.